Được phát triển bởi Madison Land và quản lý bởi tập đoàn Banyantri. Angsana Residences Hồ Tràm đón đầu cung đường ven biển với thiết kế nội thất tinh tế nhưng hiện đại, độc đáo theo dạng Duoki hoặc Chibuki. Tối ưu hóa công suất vận hành, đảm bảo không gian riêng tư và thoải mái cho khách thuê. Angsana Residences Hồ Tràm mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế. Tôn vinh giá trị đầu tư đích thực và nghỉ dưỡng đẳng cấp chỉ có tại Angsana Residences Hồ Tràm.